đau khớp nhức nhói, ngày ngày tưởng chết đi sống lại cũng khỏi tiệc với bài thuốc từ gừng và muối. Nhiều người bị đau lưng, đau gối, đau vai hay thoát vị đĩa đệm, tưởng chết đi sống lại cũng đều được chữa khỏi nhờ bài thuốc trị đau khớp vừa đơn giản vừa rẻ tiền này. Tất cả chỉ với muối rang gừng và hành tây thôi các chị ạ. À, mẹ chồng em bị đau đốt sống cổ nặng lắm, chạy xuống làm tê liệt cả tay, chân. Bà thường xuyên mất ngủ, than đau đớn và buồn bực vì tay không cử động được. Cả nhà cũng lo lắng theo. Chồng em hễ nghe ngóng ở đâu có thuốc hay, thầy giỏi là cũng đưa mẹ em đi chữa, mà chẳng có kết quả khả quan. Nhiều đêm thấy bà nhăn nhó, trằn trọc không ngủ nổi vì đau đớn, em cũng xót lắm mà không biết giúp thế nào. May thay một hôm được chị đồng nghiệp mách cho bài thuốc chữa khớp bằng muối rang. Thấy nguyên liệu và cách làm đơn giản quá, em bằng về thử áp dụng ngay cho mẹ chồng. Không ngờ ngay từ lần đầu tiên làm đã thấy bà kêu người soảng khá hơn. Kiên trì trong hơn một tuần thì triệu chứng giảm đau hẳn. Hơn một tháng sau thì tay bà hết tê, có thể cử động thoải mái. Thấy hiệu quả thật sự nên em chia sẻ lên đây. Mẹ nào bị đau khớp hoặc có người thân bị thì làm thử ngay nhé, đơn giản lắm ạ. Cách làm bài thuốc chữa đau khớp với muối rang. Chuẩn bị: một chiếc túi vải, nửa cân muối hạt, gừng và hành tây. Cách làm: rang nửa cân muối hạt trong khoảng 10 phút đến khi nóng già, rồi đổ vào túi vải. Muối nên chứa khoảng 2/3 diện tích, có thể di chuyển. Cắt thêm vài lát gừng và hành tây cho vào trong túi vải cùng muối rang. Đắp túi muối rang còn nóng lên vùng khớp bị đau, lật qua lật lại. Khi muối nguội, lại đổ ra rang lại, cho nóng rồi tiếp tục đắp lên phần khớp bị đau. Muối có thể tái sử dụng nhiều lần cho đến khi bị rang cháy đen, còn gừng và hành tây thì thay mới cho mỗi lần trường. Lưu ý là muối rang rất nóng, bạn nên dùng nhiều lớp vải khác để lót lên phần khớp định chườm. Muối nguội đến đâu thì tháo lớp lót ra dần đến đó. Nếu có lò vi sóng, bạn cũng có thể làm nóng muối bằng lò vi sóng thay vì rang trên bếp. Bài thuốc nên thực hiện mỗi ngày một lần, liên tục chườm muối rang cho đến khi dấu hiệu đau giảm hẳn thì có thể giảm tần suất trừ muối. 2. Công dụng của muối trong việc chữa đau khớp. Muối là một loại gia vị quen thuộc trong căn bếp của mỗi gia đình, nhưng muối cũng là vị thuốc giúp chữa bệnh viêm khớp, tràn dịch khớp rất hiệu quả. Muối rất hút nước khi có độ ẩm, nhưng khi rang giòn thì tính chất hút nước sẽ không còn. Trong đông y, muối vào ba kinh thần: tâm, vị, tác dụng tả hỏa, thanh tâm lượng huyết, nhuận táo, dẫn các thuốc vào kinh lạc làm chất gây non, chữa viêm họng, đau răng, rửa vết thương, vân vân. Muối cũng có tác dụng tốt với các loại bệnh đau nhức khớp đầu ngón bàn tay, bàn chân, các dạng thấp, ra mồ hôi tay, viêm dây thần kinh ngoại vi, vân vân. Tác dụng theo cơ chế: nóng giãn, lạnh co cục bộ. Vì trong thành phần có các muối, các cation dương và natrion âm, giúp cân bằng sự sống của cơ thể. Khi chườm muối rang trộn với gừng để điều trị đau lưng cấp, hoặc khi rang muối bỏ vào túi vải thô chườm vùng rốn để điều trị đau bụng cấp, muối sẽ hoạt động theo cơ chế trao đổi các cation và natrion như một chất điện phân. Theo phương pháp điều trị y học cổ truyền, khi cho các bệnh nhân ngâm vùng khớp bị đau trong muối sống với nước, tất cả đều cho biết có cảm giác dễ chịu, thoải mái. Với những vùng không thể ngâm nước, có thể điều trị với muối khô bằng cách rang nóng trộn với lá trải, ngải cứu, gừng, lá nang trắng, hạt hành tây gói vào giấy báo, hạt túi vải đắp lên vùng da. Đây là một phương pháp điều trị đơn giản, dễ làm, lại không tốn kém, ai cũng có thể làm tại nhà. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bài thuốc chữa đau dạ dày khiến bệnh nhân mừng như bắt được vàng. Một bài thuốc chữa bệnh dạ dày đang được lan tỏa nhanh chóng không chỉ ở Trung Quốc mà còn ra nhiều quốc gia khác.
hãy thử lắng nghe câu chuyện của họ. Chị Toan Tú Hoa ở thành phố Cát Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc là một bệnh nhân bị đau dạ dày, đã trực tiếp chia sẻ bài thuốc này cho báo chí. Chị cho biết, chị và người nhà đã dùng bài thuốc này để chữa khỏi bệnh dạ dày và muốn chia sẻ điều quý giá này cho những ai quan tâm. Biết bài thuốc mà mừng như bắt được vàng. Chị Hoa kể, chị và chồng chị từ thời trẻ có lẽ do thường xuyên ăn món mì ngô, một món ăn thời đói kém do thiếu gạo. Trong một thời gian dài nên đã mắc bệnh dạ dày một cách nghiêm trọng. Khi đời sống khá hơn, có gạo nhiều nhưng chị lại không thể ăn cơm bình thường được nữa. Thay vào đó, cái gì cũng phải nghiền thành nước, làm thành miếng vỡ dạng sợi hoặc bánh mới ăn được. Nếu không ăn đồ ăn mềm thì ngay lập tức sẽ xuất hiện chứng trào ngược axit, nôn mửa ra nước chua, ở nóng. Một lần, tình cờ có người chú họ từ quê lên thành phố, ghé qua nhà chị Hoa chơi và ở nhờ qua đêm. Sau khi nghe về bệnh tình của chị, người chú họ đã chia sẻ một bài thuốc đơn giản, chỉ có hai vị thôi cũng có thể chữa khỏi bệnh dạ dày. Trước đây, trong gia đình nhà chú ấy cũng có nhiều người mắc bệnh dạ dày, đều ở mức độ nghiêm trọng. Lúc đó, một người hàng xóm biết chuyện và giới thiệu đến một thầy thuốc làm nghề chữa bệnh gia truyền. Gia đình vị thầy đông y đó làm nghề thuốc tại nhà qua rất nhiều thế hệ, ít nhất là từ thời cụ Kỳ, chữa khỏi cho rất nhiều bệnh nhân bị đau dạ dày. Khi người chú tiếp cận vị thầy thuốc, họ chỉ cắt thuốc cho mang về uống, chứ tuyệt đối không chia sẻ công thức bài thuốc, vì cho rằng đây là bí mật riêng của gia đình. Khó khăn ở chỗ, đây là bài thuốc bí truyền do tổ tiên để lại nên họ không thể chia sẻ tùy tiện. Tuy nhiên, sau rất nhiều lần trao đổi tình cảm, cuối cùng thì bài thuốc cũng đã được chia sẻ rộng rãi. Tại thời điểm đó, mặc dù được người chú họ kể về bài thuốc này, nhưng do bận rộn nên chị Hoa cũng không có thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Bẵng đi một thời gian, đến một ngày mẹ chồng và chị chồng lên nhà thăm chị, có nói về việc anh rể bị bệnh dạ dày nặng. Nhớ đến bài thuốc này, chồng chị lại một lần nữa chia sẻ chi tiết. Khi anh rể chị biết tin, đã mừng như bắt được vàng, liền mang thuốc và uống ngay sau đó. Thật không ngờ, sau khoảng gần nửa tháng, anh ấy cho biết bệnh dạ dày đã giảm nhẹ đi rất nhiều. Nhìn thấy tình trạng bệnh của anh rể khá lên nhanh chóng, chị Hoa đã có thêm sự cân nhắc và cuối cùng cũng đã quyết định uống theo. Mặc dù anh rể và chị có bệnh dạ dày khác nhau, nhưng sau khi chị uống được khoảng 4 ngày thì tình hình đã cải thiện rõ rệt. Để chắc chắn, chị tiếp tục uống thêm 10 ngày nữa. Kể từ đó, bệnh của chị gần như đã khỏi, không thấy đau. Chị bắt đầu ăn được cơm và các món ăn thô thay vì chế biến thành bột như trước. Không những thế, chị ăn thêm được cả món ăn lạnh, hạt nóng mà không còn thấy triệu chứng nấc hay nôn mửa ra axit dạ dày như trước đây. Cách sử dụng bài thuốc. Nguyên liệu: bạch cập khô 100g, cam ba lá, tên khác là chỉ khô 100g. Nghiền hai nguyên liệu này thành bột mịn, trộn đều với nhau thành một hỗn hợp bột nhuyễn. Cách dùng: mỗi lần uống 3g, trộn với rượu trắng, rượu gạo, hạt rượu vàng được làm từ gạo và hạt kê với lượng vừa đủ cho dễ uống. Chia thành 2 lần uống trước bữa ăn sáng và sau bữa ăn tối, mỗi ngày 6g. Lưu ý, nếu người bệnh có vi khuẩn HP, Helicobacter pylori là một loại vi khuẩn cư trú ở dạ dày, gây ra bệnh loét dạ dày, tá tràng và ung thư dạ dày. Trong dạ tràng, có thể uống thêm một viên thuốc tây có thành phần carithromycin ngay sau khi uống hỗn hợp này. Thời gian uống tối đa là 7 ngày, sau đó dừng lại một nhịp để xem xét tình hình rồi mới có thể uống thêm nếu cần. Khi sử dụng công thức này, ngay ngày hôm sau là đã có thể cảm nhận được kết quả, tình trạng đau dạ dày sẽ giảm đáng kể. Nếu sử dụng trong vòng 7 ngày liên tục, các triệu chứng ở hơi, trào ngược axit, đầy hơi, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, chán ăn và các vấn đề liên quan đến dạ dày gần như sẽ biến mất. Sau một vài liệu trình điều trị theo cách này, các triệu chứng loét dạ dày, polyp dạ dày, sỏi dạ dày, viêm dạ dày cấp tính và mãn tính, viêm dạ dày teo, viêm dạ dày trên bề mặt, loét tá tràng và những trường hợp đau dạ dày liên quan sẽ được giảm nhẹ. Tài liệu khoa học về vị thuốc này. Theo tuyển tập thảo dược Đông y toàn quốc, cây bạch cập có tác dụng cầm máu, tiêu viêm xương và tái tạo mô.
sử dụng trong trường hợp ho và nôn ra máu, chân thường chảy máu ngoài da, trúng độc, viêm da, nứt nẻ, là phổi dẫn đến ho ra máu, chảy máu ở những vùng lở loét. Còn cây cam ba lá, tên gọi khác là chỉ, theo Trung Quốc Dược Điển cho biết, vị thuốc này dùng trong trường hợp bị khó thở, tiêu hóa kém, làm tiêu viêm, tản đờm. Sử dụng đặc biệt trong các trường hợp bị đau tích tụ hoặc viêm nhĩ mãn tính, động phân trong dạ dày, bài tiết khó khăn, đi ngoài không thông, táo bón, đờm tích tụ làm cản trở luồng khí ở phổi gây khó thở, hạch ở phổi, xa trực tràng, xa tử cung. Bài thuốc này sau khi chị Hoa chia sẻ với truyền thông đã có hàng trăm bình luận của độc giả, trong đó có nhiều người kể rằng họ cũng đã từng sử dụng vừa chữa khỏi bệnh. Sau đó thông tin của bài thuốc còn lan truyền ra nhiều quốc gia khác thông qua mạng Internet. Thông tin bài thuốc này do saha.vn dịch từ báo chí nước ngoài, độc giả cần cân nhắc hoặc xin ý kiến của thầy thuốc đông y trước khi quyết định sử dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tác dụng ít được biết đến của rau răm. Rau răm là loại gia vị rất quen thuộc ở Việt Nam, Lào và Campuchia. Rau răm không chịu được hạn, ưa khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Rau răm có vài công dụng đặc biệt mà ít người biết đến. Rau răm thích ẩm, chịu nóng và có thể sống trong môi trường ngập nước. Rau dễ trồng đến mức tồn tại gần như hoang dại bởi có khả năng mập chồi gốc và chồi thân khỏe. Ít người biết, rau răm ra hoa kết quả hàng năm trên những cây không bị cắt, hái ngọn thường xuyên. Cành và lá rau răm vừa là rau quen thuộc, vừa là dược liệu quý. Loại rau răm tươi, thân đỏ hơi ngả tím hay được sử dụng để làm thuốc. Rau răm có vị cay nồng, mùi thơm hắc, tính ấm. Tác dụng của rau răm khi ăn sống thì ấm bụng, tiêu thực, sát trùng, tán hàn. Rau răm làm sáng mắt, ít trĩ, mạnh gân cốt. Ăn rau răm nhiều sinh nóng rét, giảm tinh khí, thương tổn đến tủy, suy yếu tình dục. Phụ nữ vào những ngày thấy tháng không nên ăn rau răm, dễ bị rong huyết. Người ta thường nói các nhà tu hành trong các chùa thường sử dụng rau răm để giảm bớt ham muốn đời thường. Điều đó thực hư ra sao? Trước hết ta phải hiểu là rau răm không có độc. Nhưng nếu dùng rau răm thường xuyên, lượng rau răm nhiều sẽ làm giảm tình dục, giảm ham muốn cả đàn ông lẫn đàn bà, kém cường dương, tráng khí, chân huyết sẽ khô đi, phụ nữ có thể trở nên vô kinh, mất chu kỳ kinh nguyệt. Do vậy, sử dụng rau răm để tránh những cơn bốc dương, an tâm tu hành để đắc đạo là chuyện hoàn toàn có thật, diễn ra từ lâu trong đời sống nhà chùa. Trong dân gian, người ta sử dụng rau răm để gây sảy thai cho những cô gái nhẹ dạ, lỡ dại mang thai ngoài ý muốn. Đối với những trường hợp chậm kinh trên dưới 1 tuần, 5 đến 9 ngày, đạt tỷ lệ 60-80%. Cách dùng đơn giản: 500g rau răm tươi, thân đỏ hơi ngả sang tím, rau răm thân xanh trắng không có tác dụng gây sảy thai. Chỉ lấy thân và lá non, bỏ rễ và lá già để rau nước, giã, ép nát, vắt lấy nước được khoảng 250ml, uống một lần duy nhất vào buổi tối trước khi đi ngủ. Nếu có kết quả thì ngay trong đêm đó hoặc sáng hôm sau, phôi thai tự trục ra ngoài. Rau răm còn là vị thuốc chữa đau bụng, đầy hơi, lạnh bụng, nôn mửa, say nắng, khát nước. Nước ép rau răm tươi có khả năng giải độc nọc rắn. Dùng ngoài có thể chữa hắc lào, ghẻ lửa, sâu quản và tê bại. Mỗi khi ăn trứng vịt lộn, chắc chắn bạn phải có rau răm làm gia vị cùng với mấy lát gừng và muối tiêu. Bạn có biết vì sao không? Vì thơm ngon, bổ dưỡng. Đúng vậy, tuy nhiên nó còn có lý do khác. Đó là sự cân bằng âm dương của thiên nhiên tạo ra những món ăn hoàn hảo. Trứng vịt lộn thì có tính hàn và đại bổ dưỡng. Rau răm, gừng và tiêu làm cho thức ăn ấm lại, chống được hậu quả lạnh bụng, đầy hơi và chậm tiêu hóa. Cuối cùng, lời dặn của thầy thuốc mà bạn cần lưu ý là khi có thai, không được ăn nhiều rau răm. Những người máu nóng, ốm gầy và phụ nữ đang hành kinh không được dùng rau răm.
Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sai lầm gây hại nghiêm trọng khi ăn mồng tơi theo cách này, cần bỏ ngay kẻo hối không kịp. Mồng tơi có tác dụng tăng cường và lưu thông tân dịch trong cơ thể, cho nên ở những đối tượng hay bị khô nóng trong người, tiểu gắt, phần khô cứng khi sử dụng cũng mang lại hiệu quả tốt. Có thể nói, không chỉ đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, mồng tơi còn là loại rau tốt cho sức khỏe mà nhiều người thường ăn, đặc biệt vào mùa hè, rau mồng tơi mát thanh nhiệt nên là món rau nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn rau mồng tơi. Theo các bác sĩ đông y, những người bị sỏi thận, tiêu chảy nên tránh ăn rau này. Rau mồng tơi chứa nhiều purin, một hợp chất hữu cơ, khi vào cơ thể sẽ biến thành axit uric. Hàm lượng axit uric trong cơ thể cao sẽ làm tăng nguy cơ bị sỏi thận và làm tăng nồng độ canxi oxalate trong nước tiểu, dẫn đến sỏi thận ngày càng to và trầm trọng. Dân gian thường dùng rau mồng tơi làm rau ăn cho mát, thêm tăng dịch khỏi khô háo và chống táo bón do mồng tơi có tính hàn lại nhuận tràng. Nhưng cũng tính từ đặc tính này mà người đang bị tiêu chảy, đại tiện lỏng không nên ăn. Nếu cố tình ăn phải, mồng tơi sẽ là nguyên nhân khiến cho bệnh càng thêm nặng, gây khó chịu trong dạ dày. Rau mồng tơi có chứa hàm lượng cao chất xơ. Một chén rau mồng tơi nấu chín có chứa 6g chất xơ. Mặc dù chất xơ rất cần thiết trong quá trình thúc đẩy tiêu hóa, tuy nhiên nếu ăn quá nhiều cùng một lúc có thể khiến dạ dày khó chịu. Tiêu chảy. Mồng tơi có thể giúp nhuận tràng, điều trị táo bón. Tuy nhiên, ăn nhiều rau mồng tơi có thể dẫn tới tiêu chảy. Người có thân nhiệt thấp, đang tiểu lỏng, tiểu chảy không nên ăn nhiều mồng tơi. Bên cạnh đó, người mắc các bệnh viêm lát dạ dày, tá tràng cũng không nên lạm dụng món ăn này. Lưu ý, chú ý dấu hiệu nhận biết rau mồng tơi ngâm thuốc kích phọt gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Rau mồng tơi, lá ống, mướp là mang màu xanh thiếu ánh sáng. Ngọn vương dài là rau đã được tắm thuốc kích phọt. Nên ăn cùng thực phẩm giàu vitamin C. Rau mồng tơi chứa hàm lượng cao axit oxalic, một loại chất hóa học liên kết với sắt và canxi, khiến cơ thể khó hấp thụ các chất dinh dưỡng trên. Để khắc phục vấn đề này, có thể ăn kèm các thực phẩm giàu vitamin C bằng cách kết hợp uống một ly nước cam hoặc cà chua. Vitamin C sẽ giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ canxi và sắt. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.